McGregor xác nhận đấu Pacquiao vào năm 2021. Conor McGregor tin rằng anh sẽ giành được danh hiệu vô địch boxing thế giới từ tay Manny Pacquiao. Conor McGregor không đơn thuần chỉ là một ngôi sao võ tổng hợp MMA. Tay đấm 32 tuổi người Iceland, ngoài những màn so tài tại đấu trường UFC, anh từng tham gia so tài với một trong những tay đấm vĩ đại nhất boxing, Floyd Mayweather. Võ sĩ người Mỹ đang có 50 trận toàn thắng. Nên nhớ trận toàn thắng thứ 50 trong sự nghiệp của độc cô của bại Mayweather là trước chính gã điên McGregor. Dù khả năng boxing vẫn còn non kém, nhưng sau trận đấu với Mayweather, hiện tại kỹ năng quyền anh của tay đấm Iceland đã tốt hơn nhiều. Không chỉ chốt kèo đấu MMA, McGregor còn muốn đấu với các võ sĩ quyền anh khác. Trước màn so găng với Dustin Poirier vào ngày 24 tháng 1 tại UAE, võ sĩ 32 tuổi cho biết, ngoài danh hiệu UFC, anh còn muốn có được chiếc đai quyền anh thế giới. Huấn luyện viên quyền anh của McGregor, Phil Scott Clifford tiết lộ với The Sun, có tới 85-90% cơ hội McGregor sẽ đấu với Pacman sau trận MMA với Poirier. Nói trên trang web The Mark Line, McGregor nói, các cuộc đàm phán đang được thúc đẩy, tôi rất hào hứng đấu với Pacquiao và nhiều khả năng trận đấu này sẽ diễn ra trong năm nay. Thời gian cụ thể tôi không chắc. Chúng tôi sẽ phải có một số cuộc thảo luận với Dana White, chủ tịch UFC để có phương án cụ thể. Tôi chắc chắn sẽ giành được chiếc đai quyền anh thế giới, thật vui nếu như có được nó từ Pacquiao. Trước đó, võ sĩ Philippines đã bày tỏ mong muốn được đấu với McGregor hơn là Errol Spencer. Anh ta quá chậm, Spencer chậm hơn Thurman. Tôi muốn đấu họ, Spencer hoặc McGregor, và đó là sự lựa chọn của tôi. Nhưng ngay bây giờ tôi muốn trải nghiệm chiến đấu với một võ sĩ MMA. Pacquiao là một tay đấm nổi tiếng không kém Mayweather. Võ sĩ Philippines cũng đang giữ rất nhiều đai vô địch boxing. Chiến đấu với Pacman là lựa chọn phù hợp để McGregor vừa kiếm tiền vừa có danh hiệu. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Manny Pacquiao có thể bị Conor McGregor đánh sấp mặt. Brad Rutten, huyền thoại của UFC tin rằng Manny Pacquiao sẽ không chủ quan trước Conor McGregor ở màn so găng vào năm sau. Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên Submission Radio, Brad Rutten đã có những nhận định về màn so găng tiềm năng giữa Manny Pacquiao và Conor McGregor. Theo En Guapo, dù McGregor thua thiệt về kinh nghiệm quyền anh, song không vì thế mà nhà vô địch 8 hạng cân tỏ ra chủ quan. McGregor sẽ đánh trúng Pacquiao. Bạn nghĩ rằng các võ sĩ MMA không thi đấu quyền anh? Đó là suy nghĩ xuẩn ngốc nhất từ trước đến nay. Đúng là có một khoảng cách về trình độ quyền anh, nhưng đừng nghĩ rằng chúng tôi không thể hạ gục hoặc đánh trúng các tay đấm. Tất nhiên là chúng tôi có thể. Pacquiao biết điều đó, cậu ấy cần phải đề phòng tốc độ phản đòn của McGregor, bởi vì đó là vũ khí lợi hại nhất của võ sĩ Iceland. Cậu ta di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, sau đó trở lại và phản đòn chuẩn xác. Làm được điều đó, McGregor có thể gây rắc rối cho tay đấm Philippines. Dù dành những lời có cánh cho McGregor, song Rustin dự đoán rằng Pacquiao sẽ là thử thách rất lớn cho ngôi sao UFC. Dù bước sang tuổi 40, song Pacman vẫn là một trong những tay đấm xuất sắc nhất làng quyền anh lúc này. Manny sẽ không di chuyển chậm chạp giống như Jose Aldo, bởi vì cậu ấy đã gắn bó với quyền anh suốt quãng thời gian thi đấu dài. Cậu ấy sẽ tiến tới rồi thụt lùi với tốc độ thực sự rất nhanh. Hiện tại, McGregor đang chuẩn bị cho trận tái đấu với Dustin Poirier tại UFC 257. Trong khi đó, thì Pacquiao đã đồng ý thượng đài với Terence Crawford, đồng thời liên hệ với Mikey Garcia cho màn so găng sắp tới. Theo chia sẻ từ Audi Aster, giám đốc công ty quản lý của Pacquiao lẫn McGregor khẳng định, màn so găng giữa cả hai chắc chắn sẽ xảy ra vào năm sau. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Floyd Mayweather ngông cuồng giải thích vì sao mình vĩ đại hơn Mike Tyson. Floyd Mayweather đã đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp boxing của bản thân. Cho đến lúc giải nghệ thì gã lắm tiền vẫn bất bại ở các trận đấu mà mình tham gia. Mayweather từng vô địch thế giới ở 5 hạng cân khác nhau, bao gồm hạng siêu lông, hạng nhẹ, hạng bàn trung,
Anh kết thúc sự nghiệp với thành tích 50 chiến thắng không trận thua sau khi đánh bại ngôi sao UFC Conor McGregor vào năm 2017. Trên bảng thành tích, Mayweather được công nhận là bất bại, dù có nhiều lời chỉ trích cho rằng võ sĩ 43 tuổi kém cỏi hơn những huyền thoại của môn thể thao này như Muhammad Ali hay Rocky Marciano. Tuy vậy, ngôi sao người Mỹ đã chỉ ra Ali từng thất bại trong một vài trận đấu ở thời đỉnh cao. Đồng thời, anh cũng đặt câu hỏi về số lượng nhà vô địch bị Marciano đánh bại. Mayweather phát biểu trong chương trình Club Sensei của Shannon Sharp: "Trong tất cả các võ sĩ vĩ đại của lịch sử quyền Anh, tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn bất kỳ ai. Có bao nhiêu nhà vô địch thế giới mà Rocky Marciano đã đánh bại? Chúng ta đều biết rõ rằng tôi từng thắng nhiều nhà vô địch đã đi vào huyền thoại hơn." Ngoài ra, Mayweather cũng khẳng định bản thân cảm thấy khó chịu với những ý kiến cho rằng thành tích của mình bị lu mờ bởi nhà vô địch người Dơm Thái Lan Weheng Majothin. Hiện tại, Majothin đang có thống kê 54 trận thắng không trận thua và sắp có cơ hội nâng nó lên thành 55 trận thắng không trận thua trong trận đấu kế tiếp. Theo báo cáo của Boxing Screen: "Các người đang nói với tôi rằng gã này từng đấu với một nhà vô địch thế giới. Anh ta thắng 54 trận và chỉ đánh bại duy nhất một nhà vô địch. Đây là nhân vật mà mọi người cố gọi là TBE. Ổn thôi, các người đều là những diễn viên hài kịch," võ sĩ người Mỹ châm chọc. Ở tuổi 43, không có gì nghi ngờ về việc Mayweather là một trong những võ sĩ boxing giỏi nhất mà thế giới từng chứng kiến. Nhiều người vẫn muốn tái xuất võ đài, cụ thể là với Manny Pacquiao. Dù vậy, anh năm thời tiết đã khiến cộng đồng thất vọng khi tuyên bố sẽ trở lại với một số tiền khổng lồ trên bàn đàm phán. Hiện tại, Mayweather đang tập trung vào công việc tổ chức và huấn luyện, tuy nhiên cánh cửa để anh trở lại võ đài chưa hẳn đã đóng kín. Gã làm tiền cho biết anh sẵn sàng đối đầu với McGregor, thậm chí là Khabib Nurmagomedov nếu nhận được ít nhất 300 triệu đô. Lúc này, tiền là thứ duy nhất có thể mang Mayweather trở lại, và nó cũng là nguyên nhân của một cuộc tranh cãi khác đang nổ ra. Floyd Mayweather sinh ngày 24 tháng 2 năm 1977 tại Michigan, nước Mỹ. Anh có khá nhiều biệt danh như Pretty Boy, Many Man hay The Best Ever. Floyd Mayweather thi đấu boxing từ năm 1996 đến 2017. Trong suốt quá trình này, anh đã giành 15 danh hiệu lớn ở 5 hạng cân khác nhau. Sau khi giải nghệ, võ sĩ 43 tuổi trở thành nhà tổ chức quyền Anh và quản lý nhiều tay đấm tài năng ở Mỹ. Về thành tích thi đấu, Mayweather thắng cả 50 trận xuyên suốt sự nghiệp của mình, 27 lần hạ gục đối thủ knockout. Nhiều võ sĩ nổi danh đã phải thất bại trước anh năm thời tiết như là Conor McGregor, Manny Pacquiao, Marcos Maidana, Canelo Alvarez, Oscar De La Hoya. Nhìn vào bảng thành tích trên võ đài, không ai có thể phủ nhận tài năng của ngôi sao người Mỹ. Đặc điểm nổi bật trong phong cách thi đấu của Mayweather là phòng thủ chặt chẽ và phản công sắc bén. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều đằng sau nguyên nhân của sự thành công hoàn hảo đến từ tay đấm người Mỹ, khiến người ta phải bàn luận, suy ngẫm. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.